Cha đồ gầm phi rồ phi ba sàn 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 nô a na quy lô lê quang tham ma ni su tòa na vi ba si đàn ti bàn đi ta ya tha bi ha ra ha đồ gầm rồ phi ba sàn nô a na quy lô ê quang tham ma ni su tòa na vi ba si đàn ti bàn đi ta. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Đà tha bi ra hà đô găm phi đô Vimpasanino anakwilo e quang thamma ni suntana vipasi danti danti da pipandita ratha virado gamphiro vipasano anakwilo quang tâm ma ni su tòa na vim ba si đan tì bán đi ta. Ví như hồ nước thẳm sâu lắng yên trong suốt chẳng màu bợn nhơ, lòng người trí giả lặng lặng tờ khi nghe diệu pháp bến bờ như nhiên của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và kệ xong. Con xin cảm ơn chú Phát Thần Á đã quá bài. Con xin mời các vị kế tiếp ạ. Dạ sa thu lành thầy. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá, kính đại lễ ba ngôi tam bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng, kính đại lễ đại đức Minh Hạnh, kính đại lễ đại đức Tuệ Đức, kính chào cô tu nữ Tham Ma Chari cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ con xin được kể kinh pháp cú số 82. Và cảm ơn sư tăng Đông Sích nhiệt tình quan thân cho biết nè. Yathāpi rahado gampīro vipassanno anāvilo evaṃ dhammani suttvānā vipassidanti pandita yathāpi rahado gampīro vipassanno anāvilo evaṃ dhammani suttvānā vipassidanti pandita yathāpi rahado gampīro vipassanno anāvilo evaṃ dhammani suttvānā vipassidanti pandita yathāpi rahado gampīro vipassanno anāvilo evaṃ dhammani suttvānā vipassidanti pandita. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không thấy khuấy đục, cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Bản dịch của ngài Minh Châu. Ví như hồ nước thẳm sâu, lắng yên trong suốt màu bợn nhơ, lòng người trí giả lặng tờ, khi nghe diệu pháp bến bờ như nhiên. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Thà Gia, con xin được xuống mic. Dạ không biết cô tiêu nữ Thầm Ma Chà Rì có chiếc máy không? Nếu cô có chiếc máy xin được kính mời cô. Dạ kính mời cô.
Dạ Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ. Dạ cảm ơn cô Lạng Đông, cô Như Quỳnh đã cho biết là nghe rõ. Dạ con Tham Ma Cha Rí kính tánh lễ thượng tọa Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tịnh Tuệ, Đại Đức Tuệ, Đại Đức cùng chư tôn đức tăng ở những đức này mà con biết, dạ xin kính chào toàn thể quý vị. Dạ cảm ơn chú Bát Thà La đã bố. Sau đây con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 82 ạ. Ya tha bi ra ha to va phi ro vi pa sa no a na vi no e vang tham ma ni su pa na vi pa si dan ti pan di tam ya tha bi ra Ô tham phi đô vi pa sa no a na vi no ê quan tham ma ni su ta na vi pa si đan ti ban ti tam a na ya tha bi đa ha đô tham phi đô vi pa sa no a na vi no ê quan tham ma ni su qua na vi pa si đan ti ban ti tam như hồ nước sâu thẳm trong sáng không thấy được cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc, đó là thổ thơ của hòa thượng Thích Minh Châu. Ví như hồ nước thẳm sâu lắng yên trong suốt chẳng mau bận nhơ, lòng người trí đã lặng tờ khi nghe diệu pháp đến bờ như nhiên. Đó là thổ thơ của hòa thượng với đức nhà. Mời bàn tay cô Nhật Quỳnh đỡ mất dùm. Dạ cảm ơn cô. Mời cô. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tham Ma Cha Rí. Dạ cảm ơn Rạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Trần Phụng. Trần Phụng ơi, thấy chạy ra chạy vào vào có đưa tay được không thì xin mời bàn tay thanh thủy nữa. Hai vị đưa bàn tay lên nha. Nhật Quỳnh xin nhường mít. Dạ con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ Nhật Quỳnh đạo tràng. Trần Phụng đưa tay được không? Alo alo Trần Phụng không đưa tay được, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nhật Quỳnh nhường mít. Rồi dạ những gì con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 82. Dạ cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Cha tha bi ra ha đơ gầm phì đơ quyết ba sạn nơ an na quy lơ ê quăng thầm ma ni suốt to ni quyết ba sĩ đan thì ban ni ta. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Ya tha bi ra ha đờ gầm phì rơ quyết ba sanh nơ an na vi lơ ê quăng thầm ma ni suốt ta na quyết ba sĩ đan tỳ ban đi ta. Như hồ nước sâu thẳm trong sáng không khuấy đục cũng vậy nghe chánh pháp người trí hưởng tịnh lạc. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Và tha bi ra ha đồ gặm phi rô biết ba sanh nô à na vi hồ ê quăng tham ma ni suốt to na biết ba si đăng tì bánh đi ta. Và tha bi ra ha đồ gặm phi rô biết ba sanh nô à na vi lô ai quăng tham ma ni suốt to na quyết ba si đan tì bản đi ta. Ví như hồ nước thẳm sâu lắng yên trong suốt chẳng màu bận nhơ, lòng người trí giả lặng lờ khi nghe diệu pháp bên bờ như nhiên. Và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, dạ con vị nào
để cho con nhìn coi con có vị nào mới vào không. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy có ôn bài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu Thanh Thủy ơi. Alo, alo. Vậy là Thanh Thủy không có ôn bài rồi. Dạ, cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Đạo Trà. Dạ, con kính bạch Đại Đức Tịnh Đạt cùng chư Tâm Đức. Dạ, con biết sư Tịnh Đạt đang mệt dữ lắm. Dạ, nhưng mà do chùa bị lục nên sư rất là cực. Sư đã vào đạo tràng được rồi thì con rất là mừng. Dạ, dù còn sớm nhưng con xin phép sư để con thỉnh pháp sư rồi để sư giảng xong sư nghỉ sớm một chút mà bạch sư. Dạ, con thấy sư cho tín hiệu rồi. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông mạc câu pháp quốc kinh số 82. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Cha Rí. Đã hoan hỷ ôn kinh câu pháp 82 và kính cảm ơn Chị Thi Na, Minh Quách Thành Á, Quang Thanh và Cẩm Vân, Dạng Đông đã hoan hỷ ôn bài. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Đạo Tràng ghế cùng với Nhật Quỳnh lắng thanh tịnh, cùng thỉnh pháp sư trước khi Đạo Tràng Đức Tịnh Đạt giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Tha Ha Sa. Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ ca hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhôm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập ma đám mưa rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 83. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con Tịnh Đạt xin kính lễ chư Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, cùng quý vị có mặt ở Diễn đàn Pháp Quốc Kinh. Ngày hôm nay là ngày 20, ngày thứ 6, ngày 20 tháng 8, tiếp tục học với số 83 ở Diễn đàn Pháp Quốc. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho biết được điều rõ. Dạ, quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay. Trước khi đi vào bài học thì chúng ta tình đại sử chúng ta cùng lại bái tâm bảo. Arahang sam ma sam bhava.
thang phang a phi hoa đề mi so kha to pha ga wa ta tam mô tham mang namasami supatipanno bhagavato savakasangho sangham namami. Dạ một lần nữa con kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Trước khi đi vào cái buổi học thì lúc nãy cô Nhật Quỳnh có nhắc đến cái việc đó là ở chùa Tước Vân Tăng ở Bình Phước, chỗ Tình Đạt đang ở, bị lụt. Đó đúng ra là bị lũ quét chứ không phải là lụt theo kiểu miền Tây tối hôm kia, mà phải nói rằng lần đầu tiên mà Tình Đạt thấy nước mình nó nhiều như thế đấy, như thế này. Tại vì khu vực Bình Phước miền Đông thì thực sự ra thưa quý vị rằng là khu đất cao, nhưng mà do là cái vị trí chùa mình nằm ở ngay cái thung lũng cặp cái con suối, và trong cái thời điểm này thì mưa nhiều, và mưa nhiều ở các nơi nhiều, nhà mưa rất là nhiều, cho nên một cái lượng nước rất là lớn đổ về theo con suối đó. Và trước cổng chùa thì mình là một cái con đường chắn ngang, cho nên khi mà nước nó về một lượng lớn đột ngột như vậy thì không có thoát kịp, cho nên nó bị ngập sâu ở chùa mình. Mà cũng may mắn thì phát hiện được sớm, sư phụ phát hiện sớm, kêu mọi người dậy để mà lo mà bảo vệ, coi như là đồ đạc, rồi coi phòng ốc ngập cũng sâu. Và cũng may mắn là cũng không có tổn thất hư hao gì hết, cũng rất là may mắn. Chỉ có một số vật dụng thì nó trôi theo con suối, nó trôi đi. Thì cũng nó không là một cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm để cho khi mà có trận mưa nào lớn thì mình phải có tư thế chuẩn bị. Tại vì cái trường hợp này nghe những người ở đây lâu năm kể rằng rất là lâu rồi mới xảy ra như vậy. Cả 10 năm rồi nó mới xảy ra cái việc như vậy. Cho nên ai cũng bất ngờ. Thì qua hôm qua nay thì chư tăng mọi người ở chùa cùng nhau dọn dẹp xịt rửa sân, tại vì nước mà nó ngập vậy phù sa rất là nhiều, nó đóng bùn đóng dơ. Đúng rồi, sợ nhất là điện mà mình không có chuẩn bị kỹ á, đôi khi mình để ổ điện ở dưới sàn mình câu điện đó. Mà cũng may mắn là chùa mình vừa làm xong lại cái hệ thống điện cho thợ, họ làm trước hạ, họ làm cái thời đó cho kịp cái sự an toàn. Làm hết lại tất cả các hệ thống điện, thay tất cả các cầu dao tự động chống chập chống giật, cho nên khi mà nước nó ngập các ổ điện nó tự động các cầu dao nó cúp điện. May mắn, rất là may mắn cái phần đó, chứ không thôi thì nước nó ngập như vậy thì rất là nguy hiểm. Thì sẵn cô Nhật Quỳnh nhắc thì xin thông báo cho quý vị thêm biết tí xíu. Mà thật sự ra lần đầu tiên mình Tình Đạt thấy nước ngập mà nó nhiều như vậy, rất là nhanh. Thì đó là cái bài học ngày hôm nay, là câu pháp cú số 83. Dạ không có tổn hại gì nhiều, cô cũng cảm ơn. Chỉ là cái chùa mình là do là cái khu vực ở đây đa phần là người ta xài đều dùng ở nước giếng, không có nước cây, nước máy của nhà nước. Cho nên khi mà nước nó ngập luôn, nước là dơ, cặn rất là đục. Cho mình có lọc đi nữa cũng có màu của phù sa. Hy vọng là ngày tới nó sẽ lắng ở trong. Chứ bây giờ sinh hoạt cũng bị hơi khó. Mình trở lại bài này, pháp cú số 83. Pháp cú số 83.
Dạ, câu kệ ngôn Pháp Cú số 83. Sapata ve sapurisa cha chanti nakama kama labayanti santo sukhena buddha atava dukhena na uccha vacang banasayanti ve sapurisa cha chanti nakama kama labayanti santo Subhutan atthava dukhena na uccha vacang bandita dasayanti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, giàu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Trước tiên thì chúng ta cũng như thường lệ ngữ vần của câu kệ này. Câu ngữ vần đầu tiên đó là Pathawe Sapuri Chanti. Tình Đạt đọc luôn cái phần nghĩa Việt văn xuôi của Ngài Inda Chánh Đá Chánh Thân. Thật vậy, các bậc thiện nhân, các thứ ái dục, các bậc đạo đức không lãm nhảm các ước muốn về dục bị xúc chạm bởi lạc hay là khổ. Các bậc trí tuệ không tỏ ra vui hay là buồn. Bản dịch văn của Ngài Inda Chánh Đá Chánh Thân. Bởi vì rằng cái bản này rất là sát với lại cái từ ngữ Pali, cho nên chúng ta đọc cái chúng ta sẽ được cái ngữ vận của từ Pali dễ dàng hơn là văn kệ thơ. Bởi vì đây là khi mà được thơ hoặc là cái cũng sắp anh tiếp. Sapatha có nghĩa là tất cả mọi thứ, tất cả patha. Sapurisa nhà cô không ạ? Sapurisa là bậc thiện nhân, bậc thiện nhân, bậc chân nhân, bậc thiện nhân. Tại vì cái chữ Purisa là cái người nam, một cái người đàn ông, nhưng mà thêm cái tiền tố chữ sát, nó là cái điều tốt, người điều tốt, điều thiện, điều lành, điều thật. Chữ V là thật vậy, V là bất biến từ thật vậy. Sapurisa, Sapurisa là chia số nhiều. Chachanti có nghĩa là từ bỏ. Từ bỏ. Câu thứ hai, na lapayam santo na kama kama lapayam ti chanto. Ná có nghĩa là không. Không. Kama là ước muốn về dục. Kama ghép lại cũng trong cái ngũ dục. Chúng ta được hiểu nó là cái phần kama, sự ước muốn về cái dục lạc. À,
Kama kama lapayanti, lapayanti có nghĩa là sự trong ngày mình trong ngày dùng là từ bàn. Bàn là mình thường xuyên nhắc nó, thường xuyên nói về cái vấn đề đó, thường xuyên nhắc nhở về cái vấn đề đó, thường xuyên nghĩ về nó, thường xuyên nói về cái chủ đề là cái sự ước muốn về dục. Ở đây thì có nghĩa là ngày chánh thân thì ngày là dùng là lãm nhảm. Lãm nhảm tức là rảnh là cứ nói về cái vấn đề đó. Tiếp tục là từ Santo. Santo có nghĩa là các bậc đạo đức, bậc hiền thiện. Các bậc đạo đức, các bậc hiền thiện. Hay là chúng ta có từ tịnh giả đó. Tịnh giả là các bậc an tịnh, cũng là cái từ Santo, Santa này ra. Pháp danh của Tịnh Đạt cũng lấy cái từ Santo, có chữ Santa này là trong cái nghĩa là tịnh đó. Tịnh trong cái nghĩa ngày xưa các vị hòa thượng khi mà tu ngày với ngày Sư Cải Giác Sơn thì lúc đó và thầy giáo thọ là sư phụ Ba Giác Giới thì đặt cho các huynh đệ nó là lấy cái họ của ngài tịnh sự Santa Kicho đặt cho các vị sư di tịnh chữ có nghĩa Santa. Tiếp theo câu thứ ba chúng ta học đó là Sukhena Putha Athawa Dukhena. Sukhena Putha Athawa Dukhena. Sukhena là chúng ta đọc Sukhena được chia bởi cái từ gốc là Sukha. Sử dụng cách Sukha là hạnh phúc, an lạc. Và cái từ Sukha này có một số nơi sử dụng cái từ Pali cũng rất là hay. Họ đặt cho cái WC đó, cái chỗ phòng mà ta đặt là cái phòng WC thì ta đọc là phòng nhà Sukha, là cái nơi mái khi mà bị bức xúc bức bối ở trong cơ thể đi đến vào trong cái nhà Sukha này đi ra thì ai cũng khỏe, ai cũng thấy cảm thấy tốt đẹp. Đó là cái từ Sukha này. Putha. Putha là xúc chạm. Cái từ này, cái từ xúc chạm ở đây giống như là khi mà bị với một cái tình huống, đối diện với một cái tình huống. Xúc chạm đây là xúc chạm về cái mặt tinh thần đó quý vị. Đối diện với một cái tình huống khó khăn hay là dễ dàng, giàu nghèo, no đói, xúc chạm đối diện với cái tình huống mà mình gặp hàng ngày đó thì nó có thể xảy ra hai cái trường hợp, đó là vui và khổ, xúc khá và đúc khá. Atha 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 này có nghĩa là gì đây? Atha là và cũng có nghĩa là từ có từ điểm thôi thưa quý vị. Cái từ điểm thôi. Rồi với cùng là nó có từ điểm. Cái từ va có nghĩa là hoặc là
Dukkhena, Dukkhena có nghĩa là khổ đau hay là khó chịu. Khổ đau hay là khó chịu. Khổ đau hay là khó chịu. Sukhena putta athava dukkhena. Câu cuối cùng, câu thứ tư, na uccha vacchang bandita dasayanti. Na uccha vacchang bandita dasayanti. Uccha vacchang là cái cường độ hay là cái mức độ vui, mức độ buồn cao hoặc thấp. Ở đây là ám chỉ là cái cao và thấp. Là đôi khi vui, có những tình huống mình vui, vui quá, buồn, buồn quá. Cái bandita là bậc trí. Chúng ta đang học cái phẩm bandita quốc cá là phẩm hiện trí. Đây xuất hiện cái từ bandita, nó sẽ xuất hiện thường xuyên ở trong các câu kệ trong cái phẩm này. Cho nên chúng ta gọi là phẩm bandita, phẩm hiện trí đó. Dasayanti là khiến cho thấy phô bày. Khiến cho thấy phô bày. Hay là tỏ thái độ mình á. Cái thái đó là số 8 nữa. Câu kệ ngôn phong phú số 3. Sabbatha ve saburanti nakama kama lapayanti santo sukhena buddhang athava dukkhena na uccha vacchang bandita dasayanti. Người hiền bỏ tất cả, người lành không bàn dục, dầu cảm thọ lạc khổ, vật trí không vui buồn. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức đó là: người hiền tất cả xả ly, thánh nhân dục ái đắm si chẳng bàn. Dầu cho cảm thọ khổ nàn, vui buồn thiện trí đâu màng để tâm. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ tìm hiểu về ngữ vựng cũng như về duyên sự cũng như là cái ý nghĩa của câu kệ ngôn phong phú số 83 này. Trước khi đi vào cái phần duyên sự thì Tịnh Đàn xin trình bày luôn để chúng ta không có bị gián đoạn với phần chú thích của chú giải ở trong phần ngữ vựng và phần ý nghĩa của câu kệ ngôn đó. Thì ở trong chú giải thì cũng có đề cập đến và cũng có đề cập đến có những cái từ quan trọng mà chúng ta cần lưu ý để không có bị hiểu lầm, hiểu sai hoặc là hiểu không có đầy đủ. Các vị chú giải sư giải sau khi chú giải nhân mà Đức Phật Ngài nói lên cái câu kệ này, sau đó tiếp tục chú giải, nhất là Ngài Bút Thất Khu Xá, Ngài chú giải trên cái chú giải đó. Và trên cái chú giải đó chúng ta thường gọi là Tika đó, phụ chú giải. Có những cái từ mà ngay cái thời điểm đó chư tăng hay là những cái người có để có cái sự hiểu biết Phật pháp hay là đơn giản là người hiểu được thì câu kệ cái phần rất, nhưng mà cao nữa thì do là cái phần Pali vẫn cần phải học hỏi một cách rất là tỉ mỉ
Thứ hai là do cái trình độ Phật học kiến thức thì chúng ta càng ngày càng cũng hạn chế đi, cho nên các ngài đã rất là vào vì cái lợi ích của cái hàng hậu thế, cho nên các ngài làm một công việc đó là ngài chú thích vựng, gây khó hiểu hay là dễ bị hiểu không có được tròn đầy đủ. Giống như ở trong đây thì có những cái từ như là Sapurisa, Sapurisa, cái từ Sapatha. Sapatha là tất cả. Thì chúng ta nói về tất cả thì chúng ta thực sự ra chúng ta cũng không biết là tất cả cái gì. Cho nên các ngài đã làm một công việc đó là ngài chú thích thêm về Sapatha, là chữ tất cả các thứ đó là cái gì. Đó là Sapathamma, Sapathammesu, tất cả các pháp. Và các pháp ở đây á, giống như là tất cả những cái ngũ uẩn, thân tâm, mọi pháp, tất cả mà được giải thích thêm. Cho nên chúng ta nói là tiền bỏ tất cả là bỏ cả cái này, tất cả các từ sắp Sapurisa là cái từ trượng phu, quân tử, cái từ ở đây chúng ta người là người lành, người hiền, là bậc hiền nhân quân tử. Cái từ trượng phu hay Sapurisa này nó tùy theo cái khía cạnh, tùy theo cái cạnh Phật giáo thì mình nhìn nhận khác, mà Phật giáo hay là những cái đạo giáo khác là họ nhìn nhận cái định nghĩa cái quân tử, nó tùy cái quan niệm, tùy cái văn hóa xã hội mà người ta định nghĩa cái từ quân tử khác nhau. Và tiếp tục giống như là cái từ cái từ Vachanta. Chachanti, Chachanti là từ bỏ nên quý vị, Chachanti từ bỏ, từ bỏ, từ bỏ tất cả đó. Người hiền từ bỏ tất cả, Chachanti đó là từ bỏ, là từ bỏ cái sự ham muốn, mong cầu về dục lạc. Nè, cái từ bỏ, cái từ bỏ đơn không, không đơn thuần là mình, chúng ta là chúng ta cầm lên chúng ta bỏ xuống, hay là chúng ta từ bỏ không làm một cái gì đó mà nó còn vương vấn ở trong đầu, ở trong cái sinh hoạt của mình do mình kiềm chế được. Còn cái từ bỏ ở đây á, là cái từ bỏ hẳn, và từ bỏ theo cách định nghĩa đó là từ bỏ của cái đạo quả A-la-hán thưa quý vị, chứ không phải là từ bỏ một cách đơn của người phàm phu. Nhà cha chanh tí. Từ kama, 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 kama. Thì nãy Tịnh Đạt có nói là sự mong cầu trong cái dục lạc, mong cầu trong dục lạc. Rồi một số từ nữa như là cái bậc sanh tá, bậc sanh tô. Sanh tô là bậc cái hiền trí, bậc tịnh giả là người lành đó. Và trong chú giải này có giải thích thêm từ Santo, Santa này ám chỉ cho là những bậc đó là các bậc giác ngộ, là chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác, chư Phật thinh văn giác, các bậc giác ngộ A-la-hán đạo, A-la-hán quả, chứ không đơn thuần là một cái người người lành. Nếu mà chúng ta chỉ đọc là cái câu thứ hai đó, Nakama kama labayanti santo, người lành không bàn dục đó. Người lành ở đây chúng ta khó có thể hiểu người lành là người như thế nào. Chúng ta có thể chúng ta hiểu theo cái mặc định của thế gian thì người lành là cái người hiền, người không làm ác, người nó không chửi rủa, không mắng nhiếc, thì như vậy rất là hạn hẹp.
còn cái người lành ở đây á, phải được hiểu đó là cái bậc giác ngộ, và giác ngộ ở một cái mức độ đó là không còn phiền não nữa, như là các ngài toàn giác, Phật toàn giác, Phật độc giác và thần Phật thinh phân giác. Tiếp theo thì còn cái từ nào? Thì đó là một số từ mà còn cái đây nó là không bàn dục. Không bàn dục tức là không mong muốn, không nói đến những cái điều mong muốn về dục lạc. Ở đây các vị còn giải thích thêm đó là đối với những cái vị tu sĩ đó, mà những cái lời nhảm nhí mong muốn về dục lạc đó, nó chỉ đơn thuần giống như là cái sự hỏi thăm, tặng quà, hay là làm một cái biểu hiện gì với một cái người cư sĩ với cái mục đích là mong muốn được làm quen, mong muốn được hộ độ, mong muốn được cúng dường, thì cũng được cho là chữ kama kama ở đây. Và quý vị thấy một cái sự giải thích rất là rõ ràng. Thì đó là cái phần giải thích thêm cho cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cái duyên sự thực ra, thưa quý vị rằng duyên sự cho cái câu kệ ngôn này, khi mà Đức Phật Ngài đang cư ngụ tại Viranchat, dạ không, cư ngụ tại Chetavana, nhà liên quan đến cái câu chuyện xảy ra ở Viranchat, bắt nguồn từ cái hạ mà Đức Phật và Chư Tăng nhập hạ tại Viranchat. Ở trong cái phần chú giải của Ngài Pháp Minh á, thì có một cái chỗ mà Tịnh Đạt có kiểm tra lại, không biết là do nhầm lẫn hay là do cái từ ngữ trong tiếng Việt, có đề cập đến là Đức Thế Tôn ngự đến thành Viranchat trước hạ kỳ đầu tiên. Thì chỗ này nó dễ làm cho người đọc hiểu lầm, đó là cái hạ đầu tiên nha. Trước kỳ hạ đầu tiên thì ý rằng Đức Phật Ngài ngự, Ngài đến, Ngài và Chư Tăng đến cái thành Viranchat ở cái thời trước cái mùa hạ, tức là chuẩn bị sắp diễn ra cái lễ nhập hạ vào cái mùa 3 tháng an cư, tức là tầm khoảng tháng 5 nha, tầm khoảng tháng 5 hay là mấy ngày mà trước cái ngày rằm tháng 6. Thì ở đây muốn nói là trước hạ kỳ đầu tiên, chứ thật ra là cái câu chuyện xảy ra ở Viranchat ở trong luật có ghi lại rất là rõ, đó là cái kỳ hạ thứ 12, bởi vì liên quan đến một cái sự kiện rất rất là quan trọng, đó là cái sự thỉnh cầu của Ngài Sariputta, Ngài Xá Lợi Phất thỉnh cầu Đức Phật thuyết về Patimokkha là giới bổn tỳ kheo. Cho nên được xác nhận có câu chuyện này xảy ra ở hạ thứ 12. Hạ thứ 12. Vào cái thời điểm đó, tới quý vị rằng Đức Phật cùng với lại là 500 vị tỳ khưu. Và ở trong cái phần chương đầu tiên á, cái phần trong cái tạng luật, cái chương đầu tiên về Viranchat là cái duyên sự để mà bắt đầu giảng về luật tỳ kheo, giảng về luật tỳ kheo ni đó, thì có đề cập đến rất là chi tiết cái cuộc gặp gỡ giữa Đức Phật và cái ông Bà La Môn Viranchat ở tại cái chú xứ này, rất là kỹ lưỡng, rất là chi tiết. Tình Đà cũng xin được tóm tắt ở đây cho quý vị chúng ta cùng biết thêm. Tại vì ở trong chú giải Kinh Pháp Cú thì rất là ngắn gọn, xúc tích. Thì Đức Phật và Chư Tăng 500 vị đi đến cái thành gọi là Viranchat.
Và được biết rằng 500 vị tỳ kheo này, thưa quý vị, là những vị thánh tăng thấp nhất là Tu Đà Quần. Có khi sách in sai. Dạ không, sư nghĩ là không phải in sai, mà là do cái cách sử dụng từ á, đôi khi diễn tả làm cho nó không có rõ ý. Thì Đức Phật và 500 vị tỳ kheo đến cái thành Virañcha, và được nói rằng, được biết rằng 500 vị tỳ kheo đệ tử này là những vị thánh tăng. Và cái vị mà đạt cái quả vị thấp nhất á, cũng là Tu Đà Quần. Cho nên á, khi mà Đức Phật và chư tăng mà đến cái thành này La Môn Virañcha, và không đơn thuần là ông Bà La Môn này ông thỉnh Đức Phật ngày nhập hạ. Quý vị biết rằng ông đến nghe đồn Đức Phật ngày đến cái thành này Virañcha đó, ông lập tức ông đến và ông chất vấn Đức Phật. Ông chất vấn Đức Phật. Và với cái sự chất vấn của ông đó, là ông muốn thể hiện rằng, muốn nói Đức Phật một cái điều rằng, tại sao Đức Phật còn trẻ tuổi, ông thì ông lớn tuổi, nhưng mà cái cách cư xử của Đức Phật á, thì không phải là người trẻ tuổi cư xử với người lớn tuổi, tức là phải chào hỏi, phải nhường chỗ, vân vân và các thứ. Ông có một cái sự trách cái cư xử của Đức Phật, và ông đặt ra rất là nhiều câu hỏi để muốn trách về cái sự cư xử của Đức Phật. Nhưng mà khi mà ông đặt cái câu hỏi nào ra thì Đức Phật ngày đều bẻ cái hướng trả lời theo cái cách đó, là ngài là những là bậc đã giác ngộ, ngài là bậc từ bỏ, không còn phiền não. Và khi kết thúc cái buổi nói chuyện đó đó, khi mà Đức Phật ngài đã thuyết phục được ông rồi đó, thì Đức Phật ngài năm ngày mới thuyết cho ông nghe một cái thời pháp. Từ khi Đức Phật ngày tu thiền, ngày đạt được những cảnh giới của thiền, sự an lạc của thiền, sau đó ngày mới là đạt đến những cái cảnh giới của siêu thế, từ Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Đà Hàm và A La Hán, ngày giác ngộ. Và cuối cùng ngày kết thúc bằng một cái ví dụ giống như là một cái con gà mái đẻ trứng gà, và khi con gà mái đó ấp trứng gà thì trong cái ổ trứng gà đó, cái trứng gà nào cái con gà nào mà nó khẩy mỏ làm cho bể cái vỏ trứng ra ngoài đầu tiên đó, thì Đức Phật ngày hỏi ông Virañcha, phải chăng con gà đó là con gà mạnh nhất, lớn nhất ở trong đàn? Thì ông xác định rằng phải. Thì Đức Phật ngày mới nói rằng, cũng giống như vậy, ai là và tất cả chúng sanh đang bị vô minh bao trùm, cũng như là lớp vỏ cái vỏ trứng gà, và Đức Phật là người đầu tiên phá vỡ cái màn vô minh đó, thì Đức Phật là cái người lớn nhất, cái người cao nhất, cái người cao thượng nhất. Thì lúc đó ông Virañcha ông rất là hoan hỷ, ông xin được làm đệ tử của Phật, và thỉnh Đức Phật và chư tăng về nhập hạ tại cái chỗ cái thành Virañcha để ông phụng sự trong 3 tháng hạ. Và cái câu chuyện này được tiếp tục, đó là trong cái mùa thời kỳ tại Virañcha đó thì xảy ra nạn đói. Tất cả người dân trong thành đều gặp cái nạn đói này. Thì và chư tăng á, đi khất thực rất là khó khăn. Và một cái điều sự kiện đó là, tuy rằng ông Bà La Môn Virañcha này ổng thỉnh chư tăng Đức Phật và chư tăng nhập hạ, nhưng mà ông không có nhớ để mà hộ độ. Và ông không có nhớ hộ độ, ông không có thường xuyên thăm hỏi, ông không có đến để mà hỏi pháp học đạo, ông không có đến để mà cúng dường hộ độ thực phẩm, chư tăng phải tự đi khất thực. Thì ở trong
cái quyển từ điển proper name á có đề cập đến cái lý do, đó là ông nhiều do nhiều cái phận sự, tại vì đang trong đang cái nạn đói thì phải nói rất là bận. Và cũng có một lý do nữa nghiêng về cái mần tín ngưỡng tín niệm tí xíu, đó là ông bị ma vương làm cho quên đi cái phận sự hộ độ của mình, thì do đó là Đức Phật và Chư Tăng phải đi khất thực. Thì với cái việc là trong nạn đói thì phải nói là khất thực rất là khó khăn, giống như là cái thời Covid bây giờ đó, ở trên chùa đó Phật tử muốn cúng dường cũng cúng được, mà chùa muốn đi nhận cúng dường cũng đi không được. Quý vị biết là có nhiều chỗ rất là khó khăn. Và Chư Tăng bình thường là đâu có làm kinh tế gì, đâu có trồng trọt gì, thì nhận cái phần cúng dường của cái người cư sĩ hộ độ hàng ngày. Và bây giờ nó lại bùng phát lên cái dịch bệnh và giãn cách xã hội, thì phải nói là cái đời sống nó bị thay đổi, chưa có thích nghi, cho nên rất là khó khăn. Và có nhiều chỗ phải nói là giống như là những người dân ngoài bây giờ mà có tiền cũng ăn không được. Bây giờ mà trữ tiền trong nhà, tiền đô, tiền Việt, tiền polymer, tiền giấy gì mà nhiều cái nữa cũng ăn không được. Vậy giờ thực phẩm đâu mà mua? Thì cái nạn đói nó làm cho cái kinh tế và cái đời sống gặp rất là nhiều khó khăn. Và may mắn ở trong cái thời điểm đó lại có một cái đoàn buôn ngựa, và họ luôn luôn lúc nào cũng phải dự trữ cái thức ăn cho ngựa, những cái nơi mà không tìm được cỏ hay là thức ăn khác. Thì cái thức ăn ngựa cho ngựa đó thì được diễn tả là cái thức ăn gia hoa, là cái lúa mạch đó thưa quý vị. Cái lúa mạch mà trong đó họ diễn tả là giống như là cái lúa mà bóc vỏ ra rồi họ hấp để mà nó nở, chứ không được như gạo rồi mới cho ngựa ăn. Thì cũng may mắn là lúc đó thì Chư Tăng, Đức Phật và Chư Tăng không có cái vật thực mà người ta cúng dường, đó là cái thức ăn cho ngựa, cái lúa mạch đó, bóc vỏ đó. Thì Chư Tăng nhận cái phần đó về. Và ở trong cái điển của Đại Phật Sử của Ngài Minh Quân Sayadaw mà được dịch ra tiếng Việt đó, thì diễn tả, Ngài có diễn tả là mỗi vị như vậy được một cái bát tá. Bát tá nó cái số lượng nó gần, nó được ngài diễn tả là cỡ hai cái bàn tay mình bụm lại á, một bằng là một bụm tay. Và mỗi vị như vậy được một bụm tay cái lúa mạch, và cái bụm tay đó là nuôi cả ngày. Dạ, một ngày chỉ được một bụm tay vậy thôi. Rồi các vị mang về chùa rồi mới giả ra, giả nhuyễn ra, rồi dùng cái thức ăn đó suốt 3 tháng hạ. Nói thêm chỗ này nữa, đó là quý vị sẽ nghĩ tại sao một cái vị Phật, quý vị Phật phước báo ba la mật phải nói là không ai sánh bằng, nhưng mà tại sao lại có một cái tình huống lại trớ trêu như vậy? Một vị Phật cũng phải bị lâm nạn ở trong một cái thời kỳ khó khăn. Thưa quý vị, rằng ở trong chú giải của Appadana và Uddana đó, thì có giải thích một cái lý do mà trong tiền kiếp Đức Phật là còn là Bồ Tát đó, Ngài có tạo một cái ác nghiệp về khẩu nghiệp. Dạ, một cái ác nghiệp để tình đạt xem lại cái thời kỳ đó là cái thời kỳ của một cái vị vua Đức Phật nhà Pusabuddha. Thì tiền thân của Phật Gotama là một vị Bồ Tát á, đã có một cái lời nói không có tốt đẹp, tức là có cái sự mắng nhiếc, trách mắng khi mà thấy các cái vị đệ tử, các cái vị tỳ kheo có được những cái thức ăn ngon, cũng
cũng không biết lý do tại sao, nhưng mà trong chú giải thì viết vắn tắt lại là đã có cái sự dè biểu trách mắng khi mà các vị tỳ kheo có được cái thức ăn ngon, mà chính do cái ác khẩu này, cái lý do này mà Đức Phật Gautama và Chư Tăng phải chịu cái cảnh nhập hạ trong cái thời kỳ nạn đói ở thành Viranja. Và khi mà xong cái mùa hạ ở Viranja, Đức Phật và Chư Tăng về lại Cetavana thì có một cái sự kiện nữa xảy ra. Lúc đó thì có những cái người vô công lỗi nghề, những cái người không có công việc làm và cũng không có cái gì để sinh sống kế sinh nhai, thì họ sống bằng cách là ở xung quanh chùa hay là ở những tại vì chùa lúc đó không phải là chùa như bây giờ là có hàng rào nha, chúng ta cứ nghĩ ra, cứ mường tượng ra, thì họ sống ở đó, có thể họ phụ tiếp việc chùa quét dọn này kia nọ, rồi họ ăn cái phần thức ăn mà Chư Tăng ăn không hết. Dạ. Họ sống bằng nhờ cái thức ăn mà Chư Tăng hay là các cái sư sĩ cúng dường cho chùa đó mà gọi đó. Thì cái số lượng đó trong chú giải ghi là 500 người. Số lượng khủng khiếp. Hiện tại bây giờ thì những cái nơi giống như là ở Miến Điện cũng có những cái trường hợp đó, tức là chùa Chư Tăng ở nhưng bên cạnh những cái bé, những cái đứa học sinh lớp 8, lớp 9, lớp 10 hay là đại học ở từ dưới quê, họ không có chỗ ở, không có chỗ ăn ở, thì họ cũng nương tá túc trong chùa, giá làm quét dọn rồi đi bát, thì cầm gầu mên vân vân, rồi họ sống nương nhờ cái sự cúng dường của Chư Tăng mà còn dư sót lại. Mà đặc biệt trong cái nhóm 500 người này á, lại có một cái thái độ, tức là khi mà ăn uống no nê rồi đó, không có lo làm cái gì hết, mà lo vui chơi, lo đùa giỡn, phiền hà đến những người khác. Mà khi được hỏi á, thì Đức Phật hỏi á, thì cái trình bày đó là những cái người này làm ồn ào, và khi mà sự cái bàn tán trong Chư Tăng như vậy đó, thì Đức Phật ngày mấy giải thích cho Chư Tăng, khuyến khích dạy dỗ Chư Tăng. Tại vì biết việc rằng tình đạt nãy có chưa có nhắc đến cái khi mà còn ở tại nhập hạ tại Viranja đó, Đức Phật và Chư Tăng 500 vị đó, tuy là sống trong một cái thời kỳ khó khăn, kể cả về cái sự hộ độ cúng dường cũng như là vật thực có được, nhưng mà Đức Phật và Chư Tăng không có một chút xíu nào phiền lòng, và luôn giữ một cái thái độ rất là điềm đạm, bình thản. Yeah. Và chúng ta cho rằng đây là một cái thời kỳ mà dễ có cái sự chán nản, và đối lập lại đó là một cái sự là những cái người sống xung quanh chùa Cetavana khi ăn uống no nê lại ca hát đùa giỡn, hai cái trạng thái nó đối lập nhau. Thì Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh này ngài mới thuyết pháp giảng đạo cho Chư Tăng. Yeah. Này chư tỳ khưu, các bậc hiền nhân giữ được phẩm hạnh như thế, xa lìa tham dục rồi, dầu gặp hoàn cảnh vui buồn sướng khổ thế nào, các bậc ấy cũng vẫn điềm đạm an nhiên. Nói rồi thì Đức Phật ngài đọc lên cái câu kệ, nói lên một cái câu kệ mà chúng ta học hôm nay là câu kệ 83. Người hiền bỏ tất cả nên không bằng dục, dầu cảm thọ lạc khổ, bậc trí không vui buồn. Qua cái ý nghĩa cũng như là cái duyên sự này, chúng ta thấy rằng hai cái cảm giác mình lạc hay là cảm xúc vui
và cái cảm giác khổ hay là khó chịu luôn có mặt ta. Ở tất cả nơi cả cái đồng không trong kinh là cái bậc sanh tô sanh tá là cái bậc hiền trí như là các vị giác ngộ, nhưng mà chúng cũng nương theo cái bài học này một cái cách của bậc trí của những bậc, đó là khi mà gặp những cái vui buồn mà chúng ta có thể cho rằng đó là những thử thách, khi mà có những cái thử thách cám dỗ bởi cái lợi lộc bởi cái sự đầy đủ chúng ta sự tràng chúng con không còn nghe âm thanh của sư, con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Nhờ cảm ơn rằng đông, lúc nãy thì nghe Đức Bản, bây giờ thì chúng con hết nghe luôn ạ. Nhờ cảm ơn Minh Bát Thanh Á. Quá là tê vô đích bình đó mà nó thì chúng được không ạ? Cảm ơn cô Rạng Đông, cô Nhật Quỳnh. Tịnh Đạt cũng muốn nói rằng qua cái duyên sự và cái ý nghĩa câu kệ ngôn này, chúng ta rút ra một cái bài học mình khi mà với cái hoàn cảnh sống tốt hay là xấu, chúng ta cố gắng giữ cho mình một cái thái độ quân bình. Đó là một cái thái độ cực kỳ khó khăn mà chúng ta cần phải luyện. Là bây giờ đó, trong cái thời kỳ Covid, cả những cái sinh hoạt đều bị thì có việc làm buôn bán không được, đường cũng không được, đau bệnh thì không có thuốc thang, có bệnh viện cứ giống như mà không có cái gì. Con thấy sư trở lại đạo tràng rồi, con cung thỉnh sư cầm mít ạ, con kính nhân mít anh sư. Dạ. Dạ chưa chưa ạ. Sao tự nhiên nó tới Covid cái vi tính mít. Thì chúng ta thấy đó là nó là hai cái thời kỳ rất là khác nhau. Một cái thời kỳ thoải mái, kinh tế dồi dào, sung túc, thức ăn thì đầy. Còn cái thời kỳ này là cái thời kỳ tất cả đều bị đảo lộn. Thì nếu mà chúng ta ý thức được những cái lúc mà khỏe mạnh, tốt đẹp á, chúng ta có một cái sự chuẩn
cái tinh thần á. Bây giờ thật sự máu lòng chúng ta bị phấn loạn. Bởi vì chúng ta người sẽ nghĩ rằng dạ sư lại rớt nét nữa rồi, đang cái khúc nghe rất là hấp dẫn mà không nghe được nữa phải không quý vị? Dạ cảm ơn rạng đông. Dạ bây giờ thì còn 9 phút nữa. Dạ con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Dạ con cùng thỉnh sư giảng lại một đoạn ngắn sư, tụi con nghe không có được rõ. Dạ con kính nhân bích đến sư ạ. Dạ alo. Dạ thôi COVID thôi, giờ chúng đi. Mai là từ là âm thanh rõ tốt. Cái phần ý nghĩa của cái phần duyên sự của câu kệ ngôn thì cái phần sau thì tình đàn xin nói thêm. Thì rút ra cái bài học cho đời sống của mình thôi. Thì cố gắng làm sao giữ được cái tinh thần trong cái thời kỳ này, mình tạo ra đề kháng của mình, sống một cách rất bình thản. Khó khăn này, mong rằng tất cả quý vị khỏe cũng như là một cách nhà đình. Xin kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta được sự an lạc ở trong. Nam mô Bụt Thầy Ya Ma Yang Kha Ya. Đại sư cấm vâng. Dạ sa thú chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân lời khuyên của đại đức. Và chúng con kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và con kính thỉnh thường tọa minh hành chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bà tu sắp bà mang là lăng ra khăn tu sắp bà đê quá tu sắp bà bù trà nụ phà quê nê sà nà sò thị quà quân tu tê. Bà quà tu sắp bà mang là lăng ra khăn tu sắp bà đê quá tu sắp bà nà hàm mà nụ phà quê nê sà nà sò thị quà quân tu tê. Bà quà tu sắp bà mang là lăng ra khăn tu sắp bà đê quá tu sắp bà thăng khà nụ phà quê nê sà nà sò thị quà quân tu tê. Tất cả phương báo có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đề quá ta san ti quý ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta sot thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê
thế ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sapa na pu ta su khi ta ba văn tu tê cha la vu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma qua sang ba tiết cha tê sắp bề pi đúc khát xa khá trộn tu sang khá dặn tha tu chi rằng xa tăng thầm mô thầm ma ra cha bút ga la sang khô hồ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khan tu sắc thầm mô sắp bề pi thầm ma cha ri nô vô thiêm sâm phá phu này ya ma thầm ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính